nằm đêm nghe tiếng kẻ đòi, nghe chuông kẻ hạc, nghe còi kẻ lau. Câu ca xưa gửi nhắc về những vùng quê ở huyện Bố Trạch một thời để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Nếu làng Kẻ Lau, xã Tây Trạch bây giờ nổi tiếng bởi tiếng còi phường săn, làng Kẻ Hạc, xã Vạn Trạch ngày nay để lại tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp một vùng, thì Kẻ Đòi, xã Phú Trạch hiện nay còn được nhiều người nhớ đến bởi tiếng trống chầu rục rã của nghệ thuật diễn sướng dân gian tuồng Bội. Trung Nẫm, Khương Hà, Mỹ Trạch, Phú Trạch, những cái tên gắn liền với nghệ thuật sân khấu tuồng hiện nay hầu như không còn được duy trì thường xuyên trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mặc dù được xem là nơi khởi nguồn của nghệ thuật sân khấu tuồng tại Quảng Bình, làng tuồng Phú Trạch cũng không nằm ngoài thực trạng có nguy cơ mai một trước thời gian. Còn nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, khi tổ nghề của sân khấu tuồng tại Quảng Bình vẫn được dòng họ Phạm ở xã Phú Trạch lập thờ và duy trì truyền thống của tổ nghiệp qua nhiều đời con cháu. Cụ Phạm Văn Hoạt, năm nay bước sang tuổi 90, là hậu duệ thứ 5 của dòng họ, và cụ cũng là người đàn ông mang họ Phạm cuối cùng ở xã Phú Trạch biết hát tuồng. Cụ nói rằng, khi thực dân Pháp tràn qua làng hát nay thuộc thôn Đông Diệp 1, xã Phú Trạch, nhà thờ tổ nghề hát tuồng và cuốn gia phả dòng họ cũng như các tài liệu đào cù phục trang của sân khấu tuồng đã bị giặc thiêu cháy. Từ đó, nghệ thuật tuồng cùng thăng trầm theo dòng chảy của lịch sử dân tộc bước vào những năm tháng ác liệt của hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Kháng chiến nổ ra, Quảng Bình trở thành túi bom chảo lửa. Bom đạn của giặc đốt cháy nhà cửa, san phẳng xóm làng, nhưng không làm mất đi khát vọng hòa bình của người dân Quảng Bình nói riêng, cả dân tộc Việt Nam nói chung. Mỗi xóm làng là một lũy thép, mỗi người dân là một chiến sĩ. Người Phú Trạch hòa vào dòng chảy sục sôi đấu tranh cách mạng với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Một tấc không đi, một ly không rời, bám trận địa, rào làng chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, nghệ thuật tuồng ở Phú Trạch vẫn thường xuyên được duy trì. Các vở tuồng mang tinh thần dân tộc, ca ngợi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và rất nhiều trích đoạn, tiểu phẩm dân ca được các nghệ nhân của làng hát dàn dựng và biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân và bộ đội. Thank you.
theo lời các bác nói không có gì quý hơn độc lập tự do, mang cái tinh thần đó để đi tuyên truyền. Bởi đấy tuyên truyền bởi đó thì trong đó là có hạt muối mới thì gì của dân ca Bình Triều Tiên. Rồi thì trong cái đêm đầu tiên đó thì dân ca rồi là Bình Triều Tiên này. Đêm thứ hai thì là hạt cổ, hạt tung cổ, hạt tung cổ trong đó là có búa tơ linh. Đấy, đó là thì mang cái tinh thần như vậy. Thế nên trong cái hạt Bình Triều Tiên, hạt cái dân ca Bình Triều Tiên thì nói về cái tinh thần trọng nghĩa đó để giải phóng dân tộc, yên lòng yêu nước đó là nói như vậy. Nhưng mà trong hạt tuồng thì cũng nói tuy là tuồng cổ nhưng mà trong cái lời cổ đó nhưng mà trong đó là cái lòng yêu nước, nói lên ví dụ như cái câu vậy, cam tức đó là vì trong cái hạt thế này, cam tức bòn thực dân đó, giá nạc đó, diệt thải dân mình, thì đó là trong những cái câu hạt còn trong mang cái tính chất là tuyên truyền này để làm sao để mình để thống nhất được dân. Đã từng tham gia nhiều vai diễn thành công, ông Trần Văn Hồ vẫn khiêm tốn nhận mình là học trò của lớp cha anh đi trước. Được cha của mình truyền dạy hát tuồng và cầm trống chầu từ lúc lên 5, lên 7 tuổi. Ông Hồ cũng như rất nhiều người của làng hát Phú Trạch là con cháu ở dòng họ có nhiều thế hệ theo đuổi nghệ thuật sân khấu tuồng. Cha truyền, con nối, thế hệ này đến thế hệ khác, người làng hát Phú Trạch đã từng lưu giữ nghề của ông cha. Nghệ thuật hát tuồng và rất nhiều nghề thủ công truyền thống gắn liền với sân khấu kịch hát đã bền bỉ, tồn tại và bén rễ bền chặt với con người và miền đất Phú Trạch qua nhiều thế kỷ. Trong những năm kháng chiến, tiếng trống tuồng đã vang lên rục rã tinh thần của quân và dân Phú Trạch và rất nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Bình. Tiếng hát của những người hát dân gian trên mảnh đất Quảng Bình đã góp phần đáng kể vào công cuộc kháng chiến đánh Pháp, đánh Mỹ thần kỳ của dân tộc. Trên mặt trận văn hóa, các nghệ nhân của làng hát Phú Trạch đã có những năm tháng đầy kỷ niệm. Trên đầu máy bay gầm rú, rút bom đạn xuống quê hương. Dưới mặt đất, tiếng hát của các nghệ nhân làng hát Phú Trạch vẫn hòa với tiếng súng của dân quân, bộ đội, góp một phần không nhỏ vào thành công của ngày chiến thắng. Trong trọng Pháp cũng như trong trọng Mỹ, cũng như đối tuồng này mà đã là xây dựng được phong trào tiếng hót ạt tiếng bom, động viên con em lên đường làm nhiệm vụ, cũng như là rào làng chiến đấu để là kích động mọi phong trào trong địa phương, cũng như là trong huyện, trong tỉnh. Hưởng tới thì chúng tôi là một xã đang còn nghèo, gọi là một xã bãi ngang của trong huyện và trong tỉnh, nhưng mà cũng cố gắng nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng để rồi chúng ta sẽ thực hiện là xây dựng cái đối tuồng á, là truyền đạt, truyền dạy lại cho con cháu chào đời sau bản sắc văn hóa dân tộc theo nghị quyết Trung ương Nam khóa 8 và các cái nghị quyết của Trung ương sau này để là gìn giữ cho muôn đời sau khỏi mai một. Năm nay bước sang tuổi 80, nghệ nhân Phạm Thị Tơn là người phụ nữ duy nhất ở Phú Trạch còn nhớ được dăm ba làng điệu nghệ thuật tuồng. Chưa một ngày được chính thức đứng vào chiếu tuồng và cũng chưa một lần được học hát tuồng một cách chính thống. Tổ Tơn đam mê và từ mày mò học từ cha và anh của mình. Sân khấu nghệ thuật tuồng luôn đòi hỏi ở người theo nghề phải có năng khiếu, lòng đam mê và cả sự kiên trì. Người nghệ sĩ, nghệ nhân theo đuổi nghệ thuật sân khấu tuồng không chỉ có giọng hát tốt, nắm vững âm luật mà còn phải khổ luyện để có vũ đạo và biểu cảm nét mặt hình thể thuần thục và xuất thần lúc trình diễn. Hát tuồng hội tụ các yếu tố nghệ thuật trình diễn đỉnh cao và được xem là bộ môn nghệ thuật sân khấu vua của kịch hát Việt Nam. Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật sân khấu tuồng dân gian không chỉ trải qua thời gian khổ luyện mới nhận được vai diễn mà phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của tổ nghề và quy tắc của gánh hát. Bởi vậy mà những người nông dân của làng quê Quảng Bình đã từng trình diễn nghệ thuật hát tuồng chẳng thua kém các đào kép là những diễn viên chuyên nghiệp từ trong Nam ra hay ngoài Bắc vào. Một thời vang bóng, nghệ thuật trình diễn hát tuồng của làng hát Phú Trạch và các làng quê khác trên vùng đất ven bờ Nam sông danh Quảng Bình chỉ còn là ký ức. Nhưng niềm tự hào về một thời xa xưa trong lịch sử truyền thống của ông cha, làng hát Phú Trạch đã sản sinh ra các nghệ nhân hát tuồng xuất sắc và truyền thống văn hóa của một vùng đất là góp phần xứng đáng vào công cuộc gìn giữ và xây dựng nước nhà. Phát huy truyền thống quý báu ấy,
mà những nghệ nhân ở làng Phú Trạch hôm nay, không quản sức yếu, tuổi cao, đang nỗ lực để nghệ thuật sân khấu tuồng và tình yêu nghệ thuật dân gian vẫn tiếp tục chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc đến thế hệ mai sau. Quân nhân đi dân